Rất nhiều các anh chị hỏi tôi, thưa thầy, là bây giờ là một số những người là đang là người thân yêu của mình, đang nắm giữ cái vị trí này. Nhưng em biết rằng là nếu vẫn cứ để những người như thế thì sẽ níu kéo lại. Người thì tiến nhưng mà người thì cứ kéo gáo áo theo lại này, đúng không anh chị? Bởi vì họ không có chuyên môn, họ chỉ có là gì? Họ chỉ có tình cảm với mình thôi. Họ là người trung thủy, đúng, trung thủy. Nhưng mà nếu như mà nhiệt tình cộng với ngu dốt thì sao? Phá hoại. Thế cho nên lúc đấy câu chuyện tôi bắt đầu phải làm bài toán về tâm lý. Bây giờ tôi nói chuyện với lại bên anh chủ tịch. Tất cả các công việc từ trước đến nay bị chững lại và anh vất vả là bởi vì không có người quản trị chuyên môn. Đúng không? Anh có thể giỏi về mặt xây dựng, anh có thể giỏi đi bán hàng dự án, nhưng không tài chính kế toán, không quản trị hành chính nhân sự, không quản trị về tất cả những cái vấn đề quy trình quy chuẩn là anh đang bị bỏ rơi. Các anh chị có hiểu ý tôi không ạ? Thế là tôi bắt đầu, tôi lắp miếng ghép đầu tiên là anh Phương, miếng ghép thứ hai là anh Lưu, miếng ghép thứ ba là chị Mùi. Và đây chính là cuộc chơi cờ người. Thế và bây giờ tôi muốn mời anh lên đây cả, mời chị lên đây cả, tôi muốn mời em lên đây cả, ba người lên đây, đúng không? Thế và bây giờ, nhiệm vụ, đúng không? Anh cầm một quả bóng, anh cầm một quả bóng. Chị cầm một quả bóng, đúng không? Bây giờ tôi đề nghị các anh chị cứ tung lên và lại đó, tung lên và đó. Các anh chị bắt đầu, đó. Có quả nào rơi không các anh chị? Không. Không quả nào rơi cả. Và họ là ai? Họ là quản trị tài chính, em tên là gì? Tên Nhật. Tên Nhật tuyệt vời, chúng tên nữa. Em tên là gì? Nguyệt, đúng không? Ví dụ, Nhật Nguyệt tuyệt vời lắm. Nhật thì lo cho tôi về vấn đề quản trị nhân sự. Còn Nguyệt thì lo cho tôi về quản trị tài chính. Còn anh tên là gì? Anh Đông ơi, bây giờ anh lo giúp cho tôi về vấn đề công tác về bán hàng và tính. Bởi vì anh Đông là người cực kỳ giỏi, là chuyên gia trong lĩnh vực này, đã đột phá, là ông đã đi học cái lớp khóa học đột phá bán hàng của thầy Tốt Nhật rồi. Cho nên là ông ấy rất là giỏi. Thế và cuối cùng là gì? Có quả bóng nào rơi không các anh chị? Vậy nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ các anh chị đừng có ôm. Đừng có ôm. Bởi vì các anh chị ôm thì các anh chị có ôm được không? Nào bây giờ cho ông này ôm, ông tung đi. Có tung được không? Đó. Thế cho nên là bài toán đặt ra là tôi bắt đầu là tôi phải tìm những chuyên gia mà người ta cực kỳ yêu thích. Và người ta biết cái đó. Người ta biết cái đó và người ta về, người ta phải xây những các cái quy trình, xây dựng những các cái người, xây dựng cái này xây. Mình là người gì? Phê duyệt. Nhưng mình phải biết được cái việc đó là việc cần thiết. Cho nên tôi có nói sáng nay là các anh chị bảo gì? Là các anh chị nếu biết chọn đúng ấy, thì giống như bơi gì? Xuôi dòng. Và chúng ta phải biết là sử dụng cái leverage, tức là cái đòn bẩy. Mà đòn bẩy đây là gì? Other people time, tức là thời gian của người khác, chuyên gia của người khác. Họ có là chuyên gia không? Họ là bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Bạn có thể bạn không giỏi về kế toán, bạn có thể bạn không giỏi về bán hàng, bạn có thể bạn không giỏi về gì? Về quản trị sản xuất, nhưng bạn hoàn toàn có thể quản trị được nó bởi vì bạn có những người chuyên gia đi theo mình. Vậy lúc đấy bạn sẽ trở thành ai? Bạn sẽ trở thành là gì? CEO. Và tôi lúc này tôi đứng ở đây và tôi tất nhiên tôi cũng tung cái quả bóng. Nào tất cả bốn anh em mình cùng tung bóng nào, đúng không? Tôi cũng tung. Có thể tôi sẽ kiêm nhiệm ở một cái vị trí nào đó trong này, chẳng hạn như tôi thì bán hàng. Ok, từ trước giờ tôi vẫn thích đi bán hàng bởi vì tôi thành lập cái công ty này bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi đi bán hàng giỏi. Và tôi giỏi hơn cái gã chủ tịch cái kia, tôi giỏi hơn cái thằng cha cái kia. Và tôi không đi làm thuê nên tôi lại nộp. Và tôi rất thích bán hàng. Nhưng mà điều rất đáng tiếc là gì? Càng bán được nhiều thì mình lại càng vất vả. Nhưng bây giờ mình nghĩ cách rồi, sau khi học lớp thầy tôi nhận này về, mình phải thay đổi. Đúng không? Mình vẫn thích bán hàng, mình vẫn đi muốn bán hàng. Nhưng mấy cái việc mẹ chán ngắt thôi, mấy cái việc mình không thạo, mình đánh thạo gì cả thì thôi để cho các chuyên gia khác nó làm. Câu chuyện đấy được không các anh chị? Cảm ơn Nhật, cảm ơn Rob, thank you. Cho các anh chị một tràng pháo tay thật to. Nhưng câu chuyện nó lại không dễ như vậy. Đó. Câu chuyện tất nhiên sau một thời gian các anh chị cũng thấy nhàn hơn. Anh trai tôi
bắt đầu có điều kiện thời gian để làm gì, tập trung vào đi bán hàng, kiến tạo dự án, việc điều hành để cho tôi, đó, việc điều hành để tôi, và tôi bắt đầu yêu cầu anh Phương là viết quy trình tạm ứng. Trước đây ấy, thì không có quy trình tạm ứng và thanh toán, có những cái món 3 tháng không duyệt để xong cuối cùng quên đó. Thế rồi quy trình gì? Quy trình là nhập hàng và xuất hàng ra khỏi kho, hay là quy trình mua hàng. Các anh chị có biết không? Một trong cái vụ mà tôi bị mất 365 triệu là không có quy trình mua hàng. Năm đấy là năm 2009, tôi mua là một cái hợp đồng mua cái xô đựng đá cho lúc đấy là cho cái nhà máy rượu này. Rượu phải ngâm đá thì nó mới ngon đó. Thì tôi mua cái xô nhựa. Khi mà mua cái xô nhựa về trông nó rất là đẹp. Thế nhưng mà sau 3 tháng sau nó cứ cracking, nó cứ vỡ này bởi vì đá nó vào. Thế thì đấy là lỗi của ai? Lỗi của tôi. Tôi là thằng ngu bởi vì tôi không đưa ra các cái quy định về việc là gì, là nghiệm thu như thế nào. Và đấy là một cái bài học mà tôi nhớ mãi bởi vì không có quy trình mua. Bởi vì nếu tôi có quy trình mua về sau này tôi mới yêu cầu ra quy trình mua là gì? Một là phải có cái mẫu trước, mà mỗi mẫu trước lần sau tôi bắt phải đập đi đập lại xem là cho rơi từ tầng 3 xuống xem con mày có bị vỡ không. Thế thứ hai nữa là gì? Lấy cái đấy hai thằng ký mỗi thằng một cái thằng cho kia. Và thứ ba là đi nghiệm thu, là tôi phải bắt làm sao là phải có người kỹ thuật để nghiệm thu này, lấy cái mẫu đấy để nghiệm thu này, và phải có thằng mua này, và phải có thằng nhập kho, ba thằng đấy. Nói tóm lại là đó là những các cái quy trình mà tôi phải bắt phải thành lập ra, và tất cả mọi thứ tôi đều phải gì, quy trình hóa, quy trình tuyển dụng, quy trình tuyển dụng, quy trình đánh giá cán bộ, quy trình nâng lương, quy trình nâng bậc nâng ngạch, đúng không, quy trình về kỷ luật, và quy trình về vấn đề là tạm ứng thanh toán, quy trình về mua hàng, quy trình để làm gì, các chị biết không ạ? Đấy chính là cái cách thức để chúng ta có thể nói là hướng dẫn cho cái thằng lớp 3, thằng lớp 2, thằng lớp 1 nó cũng có thể làm được. Trước đấy thì các anh chị quản lý bằng niềm tin, đúng không? Các anh chị quản lý bằng niềm tin. Vì quản lý bằng niềm tin cho nên là vì chúng ta tin người này, chúng ta tin thằng bạn thân mình, chúng ta tin thằng gì? Tin cô vợ mình, tin em trai mình, tin người này, tin người kia. Ok, nhưng khi chúng ta đặt niềm tin một cách mù quáng thì chúng ta sẽ phải trả giá, và tôi đã phải trả giá. Cái việc mà tôi yêu cầu anh em đi trưng bày nhá, tôi yêu cầu anh em đi trưng bày cái hàng rượu và nước này này, nếu anh trưng bày cho tôi 20 thùng thì tôi sẽ tặng cho anh 1 thùng. Và vì tôi không có quy trình, và vì tôi tin người thân của tôi, và sau đó chính những người thân yêu của tôi lại là những người gì, có hai khai thành mấy, thành 4, có hai khai thành 4, bởi vì tôi không có quy trình. Và tất cả những cái niềm tin đấy tôi đã phải trả giá. Vậy cho nên là cái việc làm thế nào đấy để tôi giải quyết được bài toán này. Cho nên đừng có nghĩ rằng cứ có các nhà chuyên môn đây rồi là mình gì? Mình yên tâm. Vậy cho nên là cái bài toán lại xảy ra vấn đề tiếp theo nữa là như vậy có lại những cái rủi ro để thất thoát, để mất mát, để cài cắm, để các thứ này kia. Vậy tôi làm thế nào? Tôi đã bắt đầu xây dựng ra những các cái gì? Định mức. Và xây dựng ra cái ban kiểm soát. Ban kiểm soát này là những ai? Là những người thân tín, là những người trung thực, là những người sẽ đi kiểm tra một cách độc lập, bất ngờ, bất thình lình, và kiểm tra thậm chí là gì, được báo trước, để cuối cùng là gì, là họ sẽ làm thế nào đấy để bảo đảm rằng những người chuyên gia, những người chuyên môn này làm đúng quy trình, làm đúng quy chuẩn. Cho nên là gì, quy trình để hướng dẫn step by step từng bước, và quy chuẩn là biết được xem là đúng hay là sai. Nếu sai thì sao? Thì dùng cây gậy. Còn nếu mà đúng thì cho mình củ cá, cà rốt. Các anh chị có hiểu không? Cho nên là quy trình và quy chuẩn. Quy trình và quy chuẩn là cái mà bắt buộc nhà quản trị điều hành phải thiết lập để tạo ra sự trật tự, tạo ra những cái gọi là gì? Là cái gọi là hệ thống system. Ok? Thế thì nhiệm vụ đấy là anh phải có cái vai của nhà quản lý. Cho nên là từ chuyên môn bây giờ chúng ta lại nhảy sang vai gì? Là nhà quản lý điều hành, tức là CEO. Ai ở đây đang là CEO giơ tay vào nói tôi ạ. Đó, thì các CEO bắt đầu là gì? Là sẽ phải là gì? Nhạc trưởng. Để chúng ta làm sao là điều chỉnh nào là bên chỗ anh Nhật, chị Nguyệt, rồi anh Đông. Là mỗi người đều được tung hứng. Và tất cả cái này khớp nối lại nhau để nó là một dàn nhạc. Đúng không? Nó là một dàn nhạc. Và không có một nhạc công nào là gì bị bỏ rơi, không có một nhạc công nào
là gì? Là làm sai nhạc, sai nốt nhạc. Không có một nhạc công nào đang gọi là đá lệch tông, hoặc nó chạy ra ngoài đường biên. Mày phải chỉ chạy trong cái phạm vi gọi là gì? Cái sân này thôi. Và tao là gì? Tao là huấn luyện viên. Ok, mày chạy này, mày chạy kia, mày chơi, mày đá chỗ này, mày đá chỗ kia. Và trò chơi kinh doanh là một trò chơi team đội. Hai thằng người bên cạnh nói là trò chơi kinh doanh là trò chơi team đội.